Chào các bạn, đây là giống dưa hấu LX1A466, giống của công ty chia tại Thái Lan. Đây là giống dưa hấu dàn hạt nguyên nhân, trái dài. Đây là giống dưa hấu được ưa chuộng nhất thị trường miền Trung. Khối này là 20g, khổ thành 500 hạt. Hình mặt trước bao bì. Mặt sau bao bì có ghi thông tin về đặc tính giống. Giống dưa hấu A466 xuất xứ từ Thái Lan. Giống có thể trồng được quanh năm, trồng lượng từ 3,5 đến 5 kg một trái. Lượng giống trung bình từ 40 đến 50 gram trên 1 m². Khổ cách trồng, trồng hàng đôi, hàng cái thang từ 4 đến 4,5 m, cây từ 30 đến 40 cm. Thời gian thu hoạch từ 58-60 ngày. Ruột đẹp, ruột mộng đỏ sâu, chất lượng ăn rất ngon và ngọt. Hãy đặt chấm từ đơn hàng số điện thoại bên trên màn hình. Chào tạm biệt.